Sôm chun rừng khmau chun bọt lông nẹ phnom penh chúng riêng rồi lúc nẹ đài công phụng tạm đàn sạp cáp sai xâm lên trên bì chân nẹ ạm nụ thằng ngày nị đài khi nhóm bát nâng ạch thị bài chún bà rơi mật đàn ọc nịa bàn sạp nơi rừng bật khlây mũi đài bà ổn bà rồi mất nẹ quạt bàn phía nhà một cũng ọc hạt bìa dũ anh chơi lúc nẹ tạm đàn sạp đổi tọt trời nị giấy bì rương đài bà ổn bà rơi chọn chai dạ rùm lệ như cư việc bàn cát lang nê cùng lòng chân nàng bì bòn mọc hầy bà ổn cư trên nẹ cổng còn tại ở phục rộng quốc cư chi nhẹ đại miền tham cầm nạt nơi ai khát xoài riêng bài prung đan Việt Nam ảnh nọ hai quốc còn nơi miền bóng phá ôn sạch nhiệt môi trường nuôi nơi tì nụ đài cả nâng phá ôn pro ruông nâng cổ rộng cổ xa bà nôm khả nhiệt vừa đầm náy từ linh sọc kháng ở phục thò mặt đá chiết chi nhẹ cổng đại miền trả rạc lọ mình chăm áng chăm may mình rửa áng nẹ sọc xài cho nợ bọt viết bán tự đó có bật chi sọc xài dì rí cho mùi nâng tự sập hiệp bài sọc xài nà mũi có đời xa khó khăn mình sợ bàn từ lệ nhập nhộp cùng rùa một bà phụ quát cứ trời tự kiến châm luôn mùi dục hai thằng ngày đồng bồn đang tự đón bà ôn chỉ đôn mũi có bàn nôm khnia đã lên tới tạm viên sài hai phía nắng bà ôn bà có bàn nực khơi nơi rộ bỏ nhà mùi bụp hệt để có thật lọc bàn khơi nơi tạm bệnh đàn sân cùng cứ phai cô cháy bà lạ chi mùi ẩm bẩn mật tế nhọc khăn nông xung bộ còn cròn có thà cốt mình thật lọc bàn xạ đủ tí chúng này ông và ông chị đồn muối có tham ăn thợ lọp xạ đuổi khnìa anh chàng hai bụ cốt còn nom khnìa đà rộp bảy phải cổ cháy đầm bầy xạ ở bàn score ruột chị nàng kề bàn tòa pì rộp khơi nàng bảy bàn mình nẹt mùi mình nẹt pì ruột hái ông chị đồn muối mình nẹt để thùng chiên kề nâng co bơ nhạp ruột từ phía đầm bầy bọc ẩm bẩn mình để chấm này và ông pro đài tới pì phnom penh ruộng chị mùi nàng và ông chị đồn muối tội pì bảy nẹt tiền còn nơi ông quê chăm cáo một lúc đàm chờ mùi chào phần nệ xâm lăng rốt mứa xâm bốc ông cọng còn tại mình khơi miên sống bay tại mùi đòi khi chờ ông quê rộng chăm dù chùm nay biết ạch bà giáo cốt có cáo lãng đà xoay nhờ rộng đàm chờ ná đai miên xâm bốc ông cọng kết thà biết ông bần mật tìm một đó nâng chặt ca phìm tại mặt đòn đà chọc đà lãng cốt có ban bà trẻ nâng đàm chờ thông cu xong mùi đẹp đô nơi bọc bạc ngọt tực hai đám có khơi miến sầm bọc ăn cọng tràn phong đài anh chàng hái cốt có sầm rạch ông quỳ lên chỉ mùi nương bồn bồn nơi cào đám nước rong chăm bồn mà nẹt tiết vô cầm bần bật tiền một khả nạ công phùng tài rong chăm nú sầm lén đối miên ở vầy thì lại châu không tức có ban bần lời làng loạn số prong bày chật sầm phùng thử ở cốt ở ruộng nương bồn bồn phải nhập áo khả năng mình đến rúi con non khi nia châu mưa đòi mình miên ở na trên đây ở vầy lại cứ mưa trong đằng thả ở vầy tức để thay lại châu khổ nông tực hợp mạnh mình bọn tài mưa dù dù đối chí mình khơi miên nằm rồi ở vầy ở đằng tòa tại sao về nắng bọn bọn đại tư bị phân nông bởi những con đi dạy thả khổ nông tức nít bạc miền trầy thôm nà hơi bà mình mến trầy có bà hai chỉ mẹ chờ bục nà muối bán bắt thay lại châu khổ nông tực một phần khăn công phụng tài nì dạy bọn bọn mình nạ tiết có bàn rụt một đò đòi khổ nông đáy khơi miên can nằm bần một đêm mùi sắp bao phòng đáy vẫn tại về nắng nẹ can nồng bần một tiếng nốt vừa tự mục đồ chỉ phải xlom xlao rồi từ bờ nhà hai group kia trở lập từ bờ vinh đói đi dậy thả nơi các bài rồi bọn trẻ nó có miên đang chơi để miên sập bọc ăn cỏ đây chăm ngóng kia từ dọc nơi tin nụ ban nà môi bị sọc tài chị đào tiệp tiệp xua dớp mình chạm bạch làng đó lên trắng bộ kế có nồng kia đã từ hai cái bài bàn xa à ha để thắp vừa tam bệnh nan dòng cúng có khơi tham việc vật chỉ miền ở chỉ rồi chừng ngành cua xong hỏi thằng ngày nốt có rung lông có tứ đôi mình miền bà nhà hạ ở vầy lời lù bề rụp lãng lù bú mà chắc chắc có bàn đạp bưng lên lửa các bà khăn nông đáy khơi miền căn thùng sẻ trổ mùi đá xong đau từ khẳng khỏi bà tè tùm nồn chỉ chóng ở rộng còn kẹp khơi đổi nốt ôn bốc đại tư bị phân nông phân nhắn có cát miền ở rộng trọng đà rộng chỉ mùi nâng bù đài hỏi quạt có bàn xóm tư chỉ mùi bàn chỉ kìa đã bận đào cho chết khi nghe lên bình nịp bình nụ bận đào ai phân nếch chết tài rê rùm bây mưa tới cực tử tí đẹp đại bình nụ mê cực bật chìa ngu ngực khá lăng mềm tên mưa là vây bùm khởi lại bờ mình miền phần bọn tái phân liếm phân liếm bê đại quạt cháu phân nệch mưa tới chừng ngái sắp tay khuyên đông phân liếng tối tối bọn bà dùm nụn bí công phúng tài hoa cờ lần chùm vinh khi nghe khuyên hai bật chìa tròm chứng ngon mặt bàn tại mặt đòn rồi cốt có xua từ phú thả ta đồng phần lương đẹp nút cư chìa ở vầy phú có trả lại khlây khlây thả
chỉ phương cồn bế cầm phùng phở lại kia, cầm rô vô chỉ mùi ấy, kế mình thơ vừa ấy dừng lời. Cột thà cốt mình đăng bú nì dây lê như rì nì dây mê nụ tế, tại cốt bất chì bử xâm bò khăn, cởi lưu bú bạp bạp nụ. Tại cốt kết thà, bà hai chỉ đôi bú bạp mềm hơi, bà đá rô còn cài bó rì dạ bê mùi xinh tù thúng, lưu bú mình cháy đá tờ rộp nơi một đông đại bàn khơi đông phương hò nụ xòn. Dạng ná, đại xá mình toán ban còn cạp cho ra sống chật. Vì nẹ bú nâng khám quý cơ chê tại bệnh tỏ rộp đòi mình có quán tham mong phần mà nụ lời. Đà cho đà lãng, bú quát có ban đà tự đòi đàm chờ thông mùi để đốt nơi cơ bài một tực. Hai bà ôn bóc có ai chùm nằm bàn đài, thả dị đám đài khuôn rộp khơi xâm bọc ổng cọng chỉ cho ra cao bị thế ngày. Vì nâng quát còn nực khơi tự đòi tực một phây phây rộp bà ôn chỉ đồn mùi để rút tự bốc ổng bần một tế nụ. Bình tuộc một, có chấp đám xung nua xa chỉ thăm mấy tới càng lục bù thả. Ta mà đông nâng miên ở vầy chùm lại mình tế bàn chỉ phá ôn thư mục phầy phấy bê đại khuyên khi nhung một chiếc mà lục nơi cao đám đi thường ngày mến. Lục bú quát mình toàn bàn trả lại ở vầy nụ tê. Đã xa bê nâng quát thả, quát bàn khuyên cần cạc thông thông chỉ chả ăn cả bà, công phúng tay bằng út ở riêng nơi cả bài một tực. Tại phá ôn bó quát mình bàn khuyên ở vầy đối lục bù lại. Khớn tại cốt đã lộp lộp cháu tới chặp ạch cụ kìm kìm đã chôl khả nông cả rộng. Đó là xua thả mất ban chỉ chặp ạch cụ đã cả rộng. Cốt có thư mục phí nhập áo hai vệch một cả rộng mới. Có khớn thả nụ cư bật chỉ ạch cụ mên. Công phùng tại thư mục chung ngọt. Xâm lý đôi kỳ dũng có ban bần lời lần. Mình đừng thả chánh mốt bị khăn nạ ôi bà gọt lời. Đừng trầm thả xâm lý nụ. Thứ ơi, bụi quát đang bí bử xâm bồ ba rùm cho rộng tại mặt đoàn. Bật tọa mốc, sắp tay miên xâm lên ở vầy mì giang thay lẽ chô không nồng tực loàn sâu prong. Bị nẹ bù khó mùi có nóm khá nít đạm mê phái ở rột tập tế đời kì miên nghị cao. Rột đằng bà con thắp bớt chì khó mọi lường. Nơi tạm phá lời ở rột tập tế nụ, lúc bú có bàn bắp khó mùi phòng đài. Thả mặt đoàn nút thọ mì nẹ xa lập. Bọn tay mình đài lư thả lồng nồng nà lời. Từ quát hiên một rô còn cạp, mình được màn thả, vì nhiên nẹ sạp nụ nơi tại vườn vốn mình toàn tệ nà. Lưu bù nì dậy đôi nụ, tớ bà ôn bà ai cạch dột bán, ông bì mù là hẹt đại bà ôn chỉ đôn mùi mình nẹ đã rụt tập bọc ẩm bàl mà tế nụ thư mục phầy phầy, vì khơi có chí rốt nơi cao mà lục đàm nụ. Giang ná, vụ quát đem phí mình bàn chụp rừng hẹt ở vầy bàn tỏ tiết lời, tớ đòi phát giác có mươn một khả nìa sợi, muốn nâng ngu tức riêng chồng khuôn châu kênh.